Cô gái vừa ăn xôi vừa ngắm trai, khẳng định xôi hôm nay ngon hơn mọi khi. Người ta thường bảo mê trai thì đầu thai chưa chắc đã hết, thật là đúng chứ không sai nha. Khi mà một cô gái mới đây với tâm hồn mê trai, thích ngắm các anh sáu múi chắc nịch, còn những anh bụng hơi mở thì lại chê nha. Theo đó, như bao ngày bình thường, cũng ăn sáng món xôi ưa thích. Thế nhưng hôm nay xôi này vừa chắc lại vừa bổ cho mắt. Cụ thể, trong lúc đang ăn hộp xôi thơm ngon thì ở phía trước mặt cô gái là chiếc màn hình điện thoại đang mở clip về một anh trai cơ bắp lực lưỡng vạm vỡ đang khoe body siêu cứu. Cô gái vừa ăn xôi vừa ngắm múi bụng còn không quên thả tim liên hồi vào màn hình. Đúng y kiểu gu của tôi nha mấy má, nhìn mà chảy nước miếng. Bữa sáng tuy không đắt tiền nhưng lại đầy đủ chất, mà trong đó vitamin trai là 99%. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho người xem phải bật cười trước tâm hồn mê trai này. Một số bình luận hài hước: ngày trước kén ăn dữ lắm nhưng tự nhiên bây giờ ăn gì cũng thấy ngon. Nhìn hộp xôi ngon quá mà anh trai kia mờ lem hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.